cười. Bố làm YouTuber không có tương lai. Bố nhá. Đâu có mục đích của bố lấy tiền, đâu phải là lấy tiền của YouTuber đâu. Ghi lại những khoảnh khắc cuộc đời mình đã đi qua hả? Giống như là cái nhật ký là YouTuber là nó giữ lại cho mình một cái nhật ký, hiểu không? Trời ơi. Không biết gì luôn. Chứ video con lưu vô chỗ nào mà giữ được lâu bằng YouTuber nó giữ được. Sau này mình mới ra mình ôn lại những kỷ niệm nha. Đã đi qua chứ. Để hiểu. Làm cái gì cũng có mục đích của hết đó. Những người mà ta thành đạt, người ta làm cái gì cái đừng có chờ người ta làm. Bản thân mình phải thành đạt cái đã. Mình nói chuyện. Hiểu không? Xuống đều nổi cái xe cũ quá, chuyện nổi sao lên đều lên nổi luôn xe cũ đen luôn. Bỏ máy xe cái đường là xe ống đúng không? Máy xe cái đi theo xe ống luôn, xe ống với giờ sao vượt được. Này có nói ra phòng rồi chưa? Rồi, xong rồi cũng đợi tao lên kiểm tra rồi đã. Để ăn cướp gì không? Ăn cướp người ta chặt thôi. Mấy khách sạn ai cho giữ ăn cướp? Giờ khách sạn người ta chụp. Bên đây quy định nó không cho giữ ăn cướp của khác được. Ở khu khác người ta giữ rồi. Làm ăn, sống nhau, giữ rồi. Chung là giữ ăn cướp là đâu phải. Quy định đâu được giữ ăn cướp của người khác. Bây giờ được bao nhét cho em đi làm cái cước. Bây giờ mấy chiếc bẹt nó lên mày bắt được không hả? Đẹp mà nó cho lên lên đen nó đẹp. Người ta nói hồi giờ mà nó đen biết cái nó này nối cho đẹp. Được, mùa hè lên đây nghỉ dưỡng 2-3 ngày được. Đây còn khác đẹp hơn đây. Mùa hè nó lên Nó to. Nói chung ở đây nó là nhỏ thôi, một cái giống như một cái chồm nhỏ của Đà Lạt vậy thôi. So với Đà Lạt sao xó. Đen thì so với Đà Lạt. Rồi xe ngay những xe mình thấy sạch xe kiến trước rồi nhìn thấy sạch không em hả? Sạch, nãy bộ nó dơ, không thấy đường đi. Thấy đường đi luôn, ha. Kính kiến được thằng veo, xiên tí hả? Dư vô qua dầu qua nước cho bình thường, nó không có nước rồi, xiên yếu xiên. Ý là phải có cái đầu nữa chứ. Có ý định muốn làm nó không như một tí thì giờ có nước treo lên ngọn cây, treo trước mặt nó cũng chưa sạch nó rửa. Người phải có những cái... ý muốn ý định như vậy hả? Cũng làm biết rồi lắm nha. Xe ta hư xe à? Xe hư chứ xe nào nó không hư. Lên đeo lên chỗ đó hư xe nó rồi đó. Hư chỗ đó còn đỡ á. Đỡ gì? Chứ hư chỗ đây vậy. Chỗ đây mà đỡ gì? Nó còn cả xe qua lại quá gian. Xe qua lại chứ mà có quán xá nhà cửa đâu. Quá gian đâu còn đỡ chứ hư đoạn không có người quá gian đâu mới mệt đó. Ở gian ví dụ con hư con đồ hay là cái đoạn đây mà đoạn đây mà giờ tới tối thử hả, xuống xong xe thứ bảy thấy hôn mang không? Ví dụ như con quá gian con sửa xe hoặc là con kêu thợ kêu đồ với nói đi có xe quá gian là xuống được hay lốp nó xẹp đồ bảy tám giờ tối 9-10 giờ tối sợ chết mẹ
còn có người đi lại được. Đi đều đều mình đen, anh tính là nó chùi chùi cho nó dốc dốc, gọi là dốc hả? Nó đều cho đài nó cũng như bình thường, như mấy đường ấy. Do đường nó làm ngon, nó làm ngon. Mới làm dấu là mới hả, đường mới hả, mới làm mới nâng cấp. Một xe đạp nó chặt được, mấy xe đạp đổ đều. Mấy xe đạp nó đổ đều tí nữa giờ lên đều nó sẽ đạp lên nó được cả hay à? Ủa mà đó đạp lên đều đó. Xe ta mấy chục triệu. Trời ơi đó. Nó nặng đạp, nó nhẹ, nó nặng chịch rồi chứ mấy chục triệu rồi con. Nặng người ta đạp nổi luôn. Đâu xe đạp nhẹ mà. Xe nó có số mà, giờ số chứ. Nó giờ lít giống như xe ô tô số 1, số 2, số 3 ấy chứ. Nó giờ lít nhỏ lên nó đạp, nhưng mà đi cũng mệt chứ không mệt. Như xiên heo giờ con đổi lại, con mua lại bộ lít thay vô được không con? Hả? Sao vậy? Nó có cái bắt lít không? Thì con lát sườn rồi đó, giờ con mua lại cái khung ấy. Gì vậy? Xe mua mẹ chứ khác đi, xe người ta đi thành phố mà đâu phải xe đi rừng rừng đâu mà. Bộ lít mà mua mẹ chứ khác nữa đi. Ý con lần này giờ con rửa sạch sẽ, con dắt lên gác con, đừng bỏ gác luôn cho sạch sẽ con. Bán. Đúng á, rửa sạch sẽ bán gác con. Rửa sạch sẽ bán gác con, bán làm gì? Bán làm cái gì? Không bán, rồi đó. Đi không đi đưa bố đi. Ở xe đỏ nào luôn, lên nhà thằng bạn con lấy xe đỏ gì vậy? Xe đỏ bỏ. Mày có đạp đâu hả? Lấy giờ mày đạp cho xe đỏ nhẹ ngon hơn xe con. Ngon gì xe nó đạp mà đạp mạnh nó tục xích đó. Xích quá. Nên lấy xe đỏ gì cho bỏ chơi cũng cảm xin miệng như tròn. Nên lấy gì ạ? Xưa quá rồi. Mệt chứ không mệt. Nằm nghỉ ơi. Mệt quá nằm đuối nghỉ hả? Người ta nằm ngay cái rảnh này. Nằm rảnh luôn á, sao đâu. Nằm nghỉ rảnh chứ giờ ở đâu nè. Mát nữa. Chi vậy mà. Ba bữa rồi xe cổ nó đông, cho vàng tôi cũng dám đi. Xe nó xuống nằm ngực. Đặt chi mà cái đèn đều được. Người ta chinh phục nó khác nha. Chinh phục mà ngày nào đây, ngày nay xe cổ nó chạy như tên bay đang lặng. Như một đoàn. Một đoàn gì vậy? Thấy con mình ông đó với ông với hai người vậy. Có nhiều người. Nó mặc chung đồ hết mà. Có. Nó mà đồn gì nó cái đội gì. Cái hội đạp xe đạp. Như hội của chú Tí nha mày. Họ tổ chức đó. Nè nhắn là để thể dục chỉ. Hồ thể dục. Ông quá tên ngồi chờ ông nói. Mới nay là không nhắn tao thể dục mà nè nhắn là đi. Tí để cái bì xuống không? Bỏ bì xuống còn còn chúng nó muốn nhìn lên sao coi. Bỏ bì xuống, bỏ ra thấp chút. Bỏ ra thấp chút luôn rồi. Tôm đi. Đúng rồi. Giờ mình cứ từ từ đi chứ đổi chi. Nó bố đều đạp cho cố. Mình thằng đạp bố đều đạp 7 tháng chục. Khục nó đi đâu đến tháng chục. Chị người ta đi du lịch. Ai từ từ ta đi chứ đi đâu mà đạp cho cố cho mẹ. Đây toàn xe du lịch không đi lên. Từ ta đi nhé.
nôn gì. Đây 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 đây, hội xe đạp ở chú Tý này. Ừ. Có cái hội chứ, hội đạp xe đạp chứ. Chơi với nhau. Thành lập hội hả? Công nhận nha, lên cho nó mát hay là ngoài xuống là nắng nha. Lên cao. Lên nó mát hẳn luôn à. Cao mà, sương mù không mây nữa mà. Sáng có mây á. Cái đó là mây chứ không phải sương mù đâu này. Giờ người ta đi lên em thấy em kêu là ít. Giờ là ta muốn lên kéo sáng nhau lên. Nói chung ở đây là sáng nó chơi lên tối chơi là... tối nó về. Như nhiều người ở Gia Lai công tâm đồ đây nè, nó gần gần nó lên chơi chiều về. Nó đêm thì nhìn nó vắng nhưng mà cỡ giờ này đông. Sáng đi giờ đi lên mấy trăm chiếc xe luôn. Đều đen lên 10 12 cây số. Mà anh nói sao chứ ví dụ như mình từ mình mà đi đường Gia Lai thì từ mình đi vô Gia Lai, ra Gia Lai cũng cận 180 nó đang 100 thì cũng đúng rồi chứ. Đâu phải đi đường tắt rồi gì đâu. Từ mười mang đen gì đi lên đó đó mình bằng đi cho mình định đó. Nó cũng bằng cái số đó xe chứ không gần đâu à. Đi 7-8 tiếng đó. Tối mới tới nhà nhưng giờ ăn đâu. Không, nó lên đây nè, nó có đường rẽ phải. Không có đi qua Công Tum, em hiểu không? Vậy phải qua Đà Lạt. Nếu mà anh đi đường chính Gia Lai nó cũng bằng cả số rồi, cái gì nó cũng bằng cả số rồi. Bởi vì mình ra Gia Lai thì cũng 100 máy rồi, từ Gia Lai lên Công Tum cũng 100 cây nữa. Gia Lai lên đi vừa mình 200, hơn 200 cây rồi mẹ. 180 hả? 221 gì? Không có đâu, 180. Bởi vì là từ Bình Định, từ Bình Định lên Gia Lai là 180. Rồi từ Gia Lai lên 180. Mình nước lên lập rồi. Đây, giờ mình để uống nước. Thế này cái mô thùng nước, bánh nào uống? Ừ, tới khi, tới ăn, ăn cơm. No. Sáng ăn quá nhiều. Sáng bố gọi hơi cổ. Ăn nhiều quá nhiều.
cũng rẻ, không có nhiều tiền đâu hả? 20 mấy chục ngàn hả? À, không hả? Là nhiều giá nhiều số lần nào ăn lồi không luôn. Ủa rồi hồi lố. Hồi lố hả? Một đĩa đầu là được không? Một đĩa đầu được. Mà nó cũng thua đắt lắc, mà đắt lắc cá rồi chiên ngon. Rồi cá không chiên vậy. Cá luộc. Đúng không anh? Ừ? Hết đèn. Để em biết. Hết đèn. Người ta nói là hết đèn. Ai nói? Biết chứ. Hết đèn. Điều trái là do thị trấn EV gì? Trấn EV EV. Sinh trường của Mai là xuống dọn nghĩa trang đó, là dọn rác, dọn cỏ, nhang, đồ. Trang lịch sĩ hả? Trang lịch sĩ á. Dưới trường em tới xíu. Dưới trường chỉ cỡ 100-200 mét á. Là bắt đầu cho xuống dọn nghĩa trang, dọn cỏ rồi xung quanh rồi toàn băng rồi bộ nghĩa trang đó. Rồi là bắt đầu. Nhiều người nghỉ ngơi, không có chỗ nghỉ ngơi, sao đứng chỗ gì cua ngoài chỗ eo hẹp. Kiếm chỗ nào rộng rộng đứng nghiêng thôi hả? Chết là sao? Là vô cái quế rồi, vô uống có 20-30 ngàn rồi. Không biết nói nhưng mà kiếm bãi rộng rộng đâu. Chạy xuống dưới tí xíu nó có bãi nữa. Nghe cái giá trị núi đồ, nghe cua nữa. Nói này nó hết đèo rồi, ra chỗ bất kỳ là hết đèo.